Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu tới các bạn một sản phẩm, đấy là DIY led đồng hồ. Đây, trên tay mình là DIY led đồng hồ. Ở đây thì module này sẽ được cấp nguồn qua một jack mini USB. Đây, thì các bạn có thể sử dụng trực tiếp nguồn 5V DC từ sạc dự phòng, đốc sạc điện thoại hoặc là cổng USB của máy tính để cấp nguồn cho module này. Thì trên module này thì chúng ta sẽ có một viền 60 led xung quanh và 4 con led 7 thanh ở đây. Thì chức năng của nó như sau: 4 con led 7 thanh này thì dùng để hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút. Tiếp theo thì chúng ta có nhiệt độ. Còn phần viền này thì chúng ta sẽ dùng để chạy hiệu ứng này, trang trí như này, hoặc là còn có hiệu ứng đấy là chạy dây. Đây thì các bạn thấy. Đấy. Ngoài ra có những hiệu ứng khác này, dây khác, tắt dần, sáng dần. Đây, đây là chạy led một. Đây là tất cả led sáng và cái dây đến vị trí nào để tắt. Đây là hiệu ứng là chạy đuổi. Đây thì là một hiệu ứng răn luôn. Đây, mọi người thấy led viền của chúng ta có rất là nhiều hiệu ứng. Đây, các bạn có thể quan sát. Đây. Rồi. Module này thì sẽ có 3 cái nút nhấn, một nút reset, một nút mode và một nút plus. Thì nút reset này sẽ dùng để reset lại hoạt động của module. Nút mode thì dùng cho chúng ta để vào chế độ cài đặt ngày giờ. Nút plus thì dùng để tăng giảm trong quá trình chúng ta cài đặt ngày giờ. Đây, thì để cài đặt thì các bạn sẽ nhấn nút mode. Các bạn sẽ thấy đây là năm 2017 nhấp nháy. Ở đây đúng rồi thì mình sẽ chuyển qua. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 đúng rồi. Thì mình sẽ chuyển tiếp sang phần giờ. Bây giờ là 17 giờ. Đây các bạn thấy gì này? 18, 19, 20, 21. Đây các bạn có thể nhấn nút plus để tăng 17. Bây giờ là 17 giờ 59. Ok. Đây, sau khi xong mình sẽ chạy. Đây, mình sẽ đổi hiệu ứng. Điểm dây. Tiếp một hiệu ứng khác. Đây, các bạn thấy thấy. Các bạn thấy khi chuyển từ 17 giờ sang 18 giờ thì module sẽ tít lên. Đây, với module DIY led đồng hồ này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để trang trí trên bàn làm việc hoặc là trang trí ở trong phòng. Trên đây thì nhóm review đã giới thiệu với các bạn module DIY led đồng hồ. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.